Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2022. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới mặc dù hồi phục trong phiên ngày hôm qua nhưng vẫn đang đứng ở mức thấp nhất trong vòng 2 năm rưỡi do đồng đô la giữ đà leo thang và lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ lập đỉnh mới. Nỗi lo về lãi suất tăng trên toàn cầu, đặc biệt là ở Mỹ, đang khiến cho sức hấp dẫn của vàng, một tài sản không mang lãi suất, đang suy giảm nghiêm trọng. Ở trong nước, phản ứng với biến động của thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giảm mạnh ở các thương hiệu. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức 64.600.000 đồng một lượng, chiều bán quanh mức 65.600.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 50.150.000 đồng một lượng và 51.050.000 đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại Thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 64.600.000 đồng một lượng, chiều bán 65.600.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, ở chiều mua đang có mức giá 64.600.000 đồng một lượng, chiều bán 65.620.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 1.000.000 đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 64.500.000 đồng một lượng và 65.500.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá cao hơn so với tại Thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 64.600.000 đồng một lượng và 65.600.000 đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji cũng ở mức 1.000.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá chiều mua 64.600.000 đồng một lượng, chiều bán 65.600.000 đồng một lượng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự khi ở chiều mua đứng tại mức 64.600.000 đồng một lượng, chiều bán 65.600.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 1.000.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 64.700.000 đồng một lượng, chiều bán 65.600.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 64.700.000 đồng một lượng, chiều bán 65.590.000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 64.800.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 65.800.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 64.700.000 đồng một lượng, chiều bán 65.700.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 19.273.000 đồng một lượng đến 50.150.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 21.273.000 đồng một lượng đến 51.050.000 đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Sacombank. Thưa các bạn, vào thời điểm sáng nay thứ tư, ngày 28 tháng 9, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1.629,2 đô la Mỹ một ounce. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 19.087 đô la Mỹ một đồng. Chỉ số đồng đô la Mỹ hiện đang đứng tại mức 114,188 điểm.
Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đứng tại mức 3,949% một năm. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 78,266 đô la Mỹ một thùng. Thưa các bạn, lực bắt đáy và nhu cầu chốt lãi của các nhà đầu tư bán khống vàng đã đưa giá vàng phục hồi nhẹ trong phiên ngày hôm qua 27 tháng 9. Chiến lược gia ông Habako của Rio Fururi nhận định: nói về an toàn, vàng không phải là tài sản duy nhất được xem là hầm trú ẩn. Tiền đang đổ vào trái phiếu kho bạc của Mỹ thay vì vàng. Ông nói, triển vọng giá vàng tùy thuộc vào đường đi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Nếu bạn đang là một nhà đầu tư vàng, đây là một cơn bão mà bạn phải đương đầu. Việc Fed tăng lãi suất làm giảm sức hút của vàng, kênh đầu tư không mang lãi suất, đồng thời khiến tỷ giá đồng đô la và lãi suất kho bạc của Mỹ tăng mạnh, tạo thêm áp lực giảm giá lên vàng. Theo quy luật thường thấy, vàng giảm giá mỗi khi đồng đô la tăng, vì vàng được định giá bằng đồng đô la. Vàng và lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ cạnh tranh ở vai trò kênh đầu tư an toàn, nên khi trái phiếu kho bạc của Mỹ tăng, vàng trở nên kém hấp dẫn hơn. Trong phiên ngày hôm thứ Hai, chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, có lúc đã vượt mức 114,5 điểm. Đây là mức cao nhất trong vòng 20 năm. Phiên hôm qua, chỉ số này dao động ở quanh mức 113,7 điểm, thấp hơn một chút so với mức đỉnh trước đó. Lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc đã vượt 3,9%, cao nhất kể từ năm 2010. Lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ kỳ hạn 2 năm vốn có độ nhạy cảm rất cao với chính sách của Fed cũng tăng mạnh. Trong phiên có lúc lãi suất này đã vượt 4,3%, mức cao nhất kể từ năm 2007. Theo số liệu từ hãng tin CNBC, giá vàng đã giảm hơn 400 đô la Mỹ một ounce, tương đương với mức giảm hơn 20% kể từ khi vượt mốc 2.000 đô la Mỹ một ounce hồi tháng 3. Giới phân tích tiếp tục bi quan về triển vọng của giá vàng, cho rằng giá kim loại quý này vẫn có thể giảm sâu hơn. Ngoài ra, việc giá dầu thô liên tiếp giảm cũng có tác động tiêu cực tới kim loại quý. Phiên hôm qua, giá dầu thô của NYMEX đã chạm mức thấp nhất trong vòng 7 tháng và giao dịch ở quanh mức 78 đô la Mỹ một thùng. Thời gian gần đây, giá dầu thô liên tiếp giảm do đồng đô la Mỹ tăng lên mức đỉnh trong vòng 2 thập kỷ, do lo ngại thiếu hụt nguồn cung và nguồn cầu giảm trên toàn thế giới tăng, và cuộc đua tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn nhằm kiềm chế lạm phát tăng chóng mặt. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng giá vàng vẫn đang được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro do nguy cơ suy thoái kinh tế và căng thẳng địa chính trị. Theo nhà phân tích độc lập ông Rod Roman, chúng ta đang có đồng đô la tăng giá mạnh và lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ tăng, cùng gây áp lực giảm giá lên vàng. Tuy nhiên, nói rộng hơn, diễn biến của giá vàng hiện nay không phải là quá tệ. Với quỹ giao dịch hoán đổi ETF vàng lớn nhất toàn cầu đã bán dòng thêm 3,7 tấn vàng trong phiên giao dịch ngày hôm thứ Hai, giảm nắm giữ chỉ còn 943,5 tấn. Tuần trước, quỹ này đã bán dòng trọn 5 phiên với tổng lượng bán ra là hơn 13 tấn vàng. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ Tư ngày 28 tháng 9 năm 2022 trên kênh của Minh Phát. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.